Dạ vâng, kính thưa quý vị, mình đang rất hân hạnh ngày hôm nay có mặt trong buổi premiere của bộ phim Đóa Hoa Mong Manh ngày hôm nay. Và đứng cạnh mình đang có cơ duyên và rất là một niềm vinh dự để cùng với Hoa hậu Kiều Diễm có mặt trong buổi premiere cho buổi phim Đóa Hoa Mong Manh ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa Hoa hậu Kiều Diễm, Hoa hậu Kiều Diễm có thể chia sẻ những cảm nhận của Hoa hậu Kiều Diễm cho tới giờ phút này khi đến tham dự buổi premiere của bộ phim ạ? Vâng, trước hết Kiều Diễm xin kính gửi chào thân thương đến tất cả quý khán giả khắp mọi nơi trên toàn thế giới, đặc biệt chào người đẹp dễ thương khả ái, dễ thương quá. Vâng, phải nói là sự hãnh diện là Kiều Diễm là thay đổi là Hoa hậu, và cũng vì là một doanh nhân là làm việc cũng có rất là bận rộn, có nhà hàng Nhật rồi có công về dự thảo sức khỏe, nhưng mà bởi vì phải phát triển lớn hơn cho cái ngành nghệ thuật thì người hải ngoại chưa bao giờ có một cái chương trình, một bộ phim mà được quay hình 100% tại Mỹ, USA. Thành thử ra Kiều Diễm muốn tham gia cái này, và với một cái chủ đề là muốn đưa cho người bản xứ, người nước ngoài thấy được cái giá trị của người Việt mình thành công khắp mọi nơi, vượt trội, tất cả lĩnh vực nào cũng được thành công hết. Đến là Kiều Diễm mong rằng cái bộ phim này sẽ đem một tiếng nói, đem một người Việt của mình tài hoa về mọi lĩnh vực. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chúng ta sẽ có những giây phút để tận hưởng những cái không khí thật là vui nhộn và thành công trong buổi premiere của bộ phim ngày hôm nay. Và quay trở lại với Hoa hậu Kiều Diễm, xin Hoa hậu có thể cho biết rằng là cái động lực nào và cái cơ duyên nào để giúp cho Hoa hậu có mặt trong ngày hôm nay ạ? Thì phải nói là một cái gian trưng rất là dài, tại vì có một cái câu chuyện story, nó là real story, nó là love story, nói về cái cuộc sống chúng ta là hỉ nộ ái ố, đều có những cái mặt trái mặt phải. Lúc đôi khúc bị oan ức thì một cái câu chuyện này nó được đưa lên cho một cái tiếng nói là chúng ta cuộc sống chỉ cần sống hòa bình với nhau thì sẽ tốt đẹp hơn nữa, và mỗi một người một việc làm được rỡ hơn. Thì để đem cho người bản xứ nước ngoài thấy được cái người Việt của mình thành công mỗi bất cứ đất nước nào, đúng không? Và nhất là một cái chiếc áo dài truyền thống, nên hôm nay đặc biệt là trong ban tổ chức đã muốn tất cả mọi người được mặc áo dài để nhân văn cho người Việt của mình, đó là cái đất nước Việt Nam của mình. Bất cứ ở đâu, bây giờ Diễm hoặc bất cứ người nào thành tựu cỡ nào vẫn là người Mỹ gốc Việt. Thành thử ra muốn cho người bạn xứ thấy được rằng người Việt mình rất là tài giỏi khắp mọi nơi, mọi lĩnh vực. Chưa hết nữa, rất là ấm úng với trái tim. Nên là đem cái tình thương đến và mong rằng quý vị đón nhận thêm cái bộ phim Đóa Hoa Mong Manh. Dạ vâng, và mình đang rất cảm ơn Hoa hậu Kiều Diễm đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Và xin quý vị cùng với Hoa hậu Kiều Diễm chúng ta sẽ gửi lời chào đến quý vị. Và xin mời quý vị Hoa hậu Kiều Diễm ạ. Vâng, cảm ơn và kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống, sống tốt đẹp và những gì tốt đẹp luôn đến với tất cả quý vị nào đang nghe chương trình này, và cảm ơn người đẹp. Thank you.
anh muốn nói chuyện với cô ca sĩ mới. Có một nỗi buồn bí ẩn nào đó trong giọng hát của cô gái này. Lạ lắm. Giọng cô ta không thể nhầm lẫn với bất cứ giọng một ai khác. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đống lửa hồng. Ủa, cô gái này là ai vậy? Cô ấy tên là Thảo. Làm được phim ca nhạc, em phải đánh đổi điều gì đấy? Cần đêm trắng để chút vơi. Nếu Thảo có tâm sự cần nói, tôi sẵn sàng nghe đi. Thảo cứ coi tôi như là người tình của Thảo. Em yêu chị, em muốn được sống bên chị. Tôi không tiếc tiền bảo trợ tất cả những chương trình lớn nhỏ cho cô ấy. Rốt cuộc thu nhận là được cái gì? Tất cả những gì các người gây ra chưa đủ hay sao? Đừng quay về tới đây nữa. Tôi nhắc ông đập cuối, ông đừng biến Thạch Thảo, nàng thơ của tôi, trở thành xấu xí và tầm thường như vậy. Anh có thể yên tâm, vì nàng thơ của anh đã tìm được người đàn ông có thể lo cho cô ấy tất cả mọi thứ. Mọi quyết định của em toàn đúng, cái đó mới là vấn đề đó. Đừng có to tiếng với em. Chúng ta đều là những kẻ đáng thương trong tình yêu. Em sẽ không cho ai cướp đi tất cả những gì thuộc về em. Đừng bao giờ để con tim mình bị tổn thương. Nói em vào anh chiếc hôn nồng.